Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu với cả nhà bộ phim đam mỹ của Hàn Quốc mang tên Tình yêu mập mờ, tên tiếng Anh là Love Made. Sau khi hay tin thằng người yêu cũ DK sẽ ứng tuyển để làm dự án True Love thì Seo Yi-jun cảm thấy trong lòng bất an, không biết là còn thương thằng người mẫu đó hay là vì một lý do khác. Những biểu hiện lạ của Seo Yi-jun khiến thằng Ha Jam vô cùng lo lắng. U là trời, cái thằng người yêu cũ DK của Seo Yi-jun nó đẹp trai dã man cả nhà ơi, nó vừa bước vào là em mê nó ngay và luôn. Cả công ty ai cũng hào hứng để tiếp đón, hình như thằng DK này rất là nổi tiếng hay sao á. Chỉ có Seo Yi-jun là cảm thấy không thoải mái khi gặp lại thằng người yêu cũ cờ hó này. Thằng DK hết mực ca ngợi dự án True Love của Seo Yi-jun, nó khen vì dự án này quá hay nên nó muốn có cơ hội được hợp tác cùng quý công ty. Từ nội dung của dự án này, thằng DK nói nó mới thấy mình vô cùng có lỗi với tình yêu mà nó không trân trọng, sau tất cả nó muốn trở về bù đắp cho người đó. Ôi chao, cái thằng vừa đẹp mà còn vừa dẻo miệng nữa chứ. Hèn gì Seo Yi-jun đã từng chết mệt vì nó là chuyện không bất ngờ. Thấy bà chế Seo Yi-jun bơ phờ từ hôm qua tới giờ, thằng Ha Jam lo lắng lắm, cứ nghĩ là Seo Yi-jun bị bệnh. Nó lục túi kiếm thuốc cho anh người yêu uống nhưng không còn viên thuốc nào, nhìn cái thằng mà tội nghiệp. Không có thuốc, thằng Ha Jam đành ôm anh đội trưởng để truyền tinh thần, mong anh người yêu mau chóng bình phục. Seo Yi-jun đang mơ màng về chuyện tình của mình với thằng DK, không biết có nên nói cho thằng Ha Jam biết không. Đang suy nghĩ thì thằng DK đã mò tới, nó còn mua một bó hoa để tặng em người yêu cũ mà nó đã đá để đi theo trà xanh mới về. Thằng DK muốn quay trở lại với Seo Yi-jun đó cả nhà. Nếu là em thì em quay lại ngay vì nó đẹp trai phải biết, nhưng mà Seo Yi-jun hận nó thấu xương, nhất quyết không chấp nhận lời xin lỗi của nó. Ở một diễn biến khác, thằng Ha Jam đi mua thuốc về cho Seo Yi-jun thì đi tìm anh người yêu để đưa thuốc. Vô tình nó lại thấy cảnh thằng DK tặng bông cho Seo Yi-jun, nhưng Seo Yi-jun tức giận quăng bó hoa xuống đất. Thằng Ha Jam lén lại đọc trộm tấm thiệp thì nghi ngờ hai người này là người yêu cũ của nhau. Mấy ngày sau, Seo Yi-jun cứ dằn vặt nội tâm vì sự xuất hiện của thằng DK mà bắt đầu lạnh nhạt với thằng Ha Jam. Thằng Ha Jam tức quá gặp con nhỏ bạn thân của anh đội trưởng để kể chuyện hai đứa đang hẹn hò mà bị người khác phá đám, hòng tìm sự ủng hộ từ con nhỏ đồng nghiệp này. Được sự ủng hộ của con đồng nghiệp cờ hó, thằng Ha Jam quyết định tìm Seo Yi-jun mà nói ra tất cả, để cho Seo Yi-jun khỏi phải giấu giếm, phiền não. Thằng DK gặp Seo Yi-jun thì dùng nam nhân kế, kể lại chuyện ngày xưa để nài nỉ Seo Yi-jun trở lại với mình. Seo Yi-jun bực mình định bỏ đi về thì thằng DK kéo lại mà ôm vào lòng, cầu xin đừng bỏ rơi mình. U là trời, ông đạo diễn phim này hay cực cả nhà à. Canh lúc Seo Yi-jun bị cưỡng ôm thì thằng Ha Jam không biết vì sao biết hai người đang ở đây mà chạy vào bắt ngay tại trận. Xem tí xíu nữa là hai thằng top nện nhau một trận để giành con Seo Yi-jun rồi. Con Seo Yi-jun quê độ, một bên là thằng người yêu cũ khốn nạn cưỡng ôm, một bên là thằng người yêu mới cờ hó bắt ngay tại trận mình đang ôm trai thì làm sao mà giải thích. Bực mình Seo Yi-jun đuổi cổ hết hai thằng đi về. Thằng Ha Jam chất vấn Seo Yi-jun là không thành thật với tình cảm của mình, lén lúc hẹn trai đẹp ra mà tâm sự. Seo Yi-jun thì trách móc thằng Ha Jam không tin tưởng mình, hôm nay hẹn thằng DK ra là để dứt khoác với nó, ai ngờ bị em bắt gặp, anh cảm thấy xấu hổ với em lắm. Thôi chúng ta tạm dừng tại đây nhé, rồi bỏ đi. U là trời, cái con bot này tào lao hết sức đó cả nhà, người ta thương mà còn làm giá, nó cứ ẹo ẹo yếu đuối làm sao á, coi mà bực cả mình. Tội nghiệp thằng Ha Jam quá cả nhà ơi, nó khóc nhiều lắm, công sức cả tháng nay coi như đổ sông đổ biển hết rồi, nhưng nó nhất quyết không bỏ cuộc. Nghe tin Seo Yi-jun chấp nhận cho thằng DK tham gia dự án True Love thì thằng Ha Jam tức lắm, hỏi Seo Yi-jun vì sao chọn thằng đó. Bị thằng Ha Jam chất vấn, Seo Yi-jun bực mình nói mình làm vì công ty, việc công việc tư phải phân mình. Seo Yi-jun còn nói ngay từ đầu anh và em không nên quen nhau, khiến thằng Ha Jam vô cùng đau lòng. Thằng DK được chọn thì bắt đầu giở trò sàm sỡ với Seo Yi-jun, nó tự tin là Seo Yi-jun muốn quay trở lại với mình nên mới cho mình tham gia dự án này. Nó còn hứa hẹn sẽ bù đắp cho Seo Yi-jun đủ thứ, khiến Seo Yi-jun muốn buồn nôn với thằng giả tạo này. Thằng DK này đúng là khốn nạn cả nhà à, nó thực chất muốn tiếp cận Seo Yi-jun là để có được cái hợp đồng quảng cáo cho dự án True Love mà thôi, chứ nó có thương yêu gì Seo Yi-jun đâu. Nó còn khoe với sếp của nó là nó đang thế thượng phong, nói gì là Seo Yi-jun phải nghe lời nó dâm dấp. Seo Yi-jun và Ha Jam vô tình nghe hết lời nó nói, thằng Ha Jam tức lắm chửi cho Seo Yi-jun một trận vì cái tội quá nhu nhược, bị thằng DK lợi dụng. Hôm sau quá nhục nhã và đau lòng vì tiếp tục bị thằng DK lừa gạt, Seo Yi-jun nghỉ làm mà không báo ai biết hết. Sợ có bất trắc,
thằng Ha Jam liền tới nhà xem anh người yêu có bị làm sao không. Trước tấm lòng của thằng Ha Jam, Seo Yi-jun bắt đầu mở lòng hơn. Seo Yi-jun xin lỗi Ha Jam vì mình quá ngu ngốc và yếu đuối trong tình yêu. Thằng Ha Jam cũng xin lỗi vì đã không tin tưởng vào tình cảm mà anh dành cho em. Nói xong thì cả hai thằng ôm nhau mà khóc nức nở. Được thằng Ha Jam động viên, Seo Yi-jun quyết định gặp thằng DK một lần nói cho ra lẽ. Thằng DK cứ tưởng em người yêu cũ đã muốn quay lại với mình nên làm ra vẽ ta đây biết trước kết quả. Seo Yi-jun không nói không rằng, cầm ly nước mà đổ lên đầu thằng DK cho hả cơn tức giận trong lòng bấy lâu nay. Sau khi xử lý thằng người yêu cũ khốn nạn xong, tâm trạng Seo Yi-jun bắt đầu tươi tỉnh lại. Seo Yi-jun gọi điện cho thằng Ha Jam, hẹn ngày mai ra công viên để hẹn hò chính thức trở thành người yêu của nhau. Như lịch hẹn, thằng Ha Jam hôm nay làm lố mặc nguyên một bộ vest vô cùng lịch lãm, đúng kiểu mấy bà boss thích, khiến Seo Yi-jun thèm chảy nước miếng. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt rồi trao nhau nụ hôn nồng cháy 30 phút trong công viên để bắt đầu một mối tình mới đầy lãng mạn. Hai thằng cũng đã về sống chung với nhau, cùng bận áo cặp, cùng nấu ăn, cùng nhau coi chương trình True Love đang phát sóng trên TV trong rất là hạnh phúc. Tập cuối phim Tình yêu mập mờ đã hết, hãy like và đăng ký kênh để xem tiếp nhiều phim đam mỹ hay khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!